Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7. Sáng nay, dưới sự chủ trì của ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Cái Vĩnh Tuấn và bà Nguyễn Thị Ái Vân. Hội đồng Nhân dân tỉnh dành nhiều thời gian thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận và thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và bế mạc kỳ họp. Theo dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, có 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội được đưa ra để phấn đấu thực hiện như tốc độ tăng trưởng GDP 7,4-8,4%, GDP bình quân đầu người 2.300 đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu tăng 15%. Dự kiến nguồn vốn đầu tư công năm 2021 đạt trên 3.613 tỷ đồng, dự toán thu ngân sách trên 6.000 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với năm 2020. Dự toán chi hơn 10.600 tỷ đồng, giảm gần 11% so với năm 2020. Để thực hiện những mục tiêu đó, ngay những tháng đầu năm 2021, tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tập trung triển khai thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và nghị quyết 83 của Chính phủ, hoàn thành và triển khai cả đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thực hiện đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp thành lập các phường, đề xuất các tiêu chí về phân loại đô thị và đơn vị hành chính đối với Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa Huế, đề án thành lập thành phố Thừa Thiên Huế trực thuộc trung ương. Tỉnh cũng ưu tiên triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 phù hợp với mô hình đô thị khi xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, đảm bảo đồng bộ các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất, đảm bảo nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế và thu hút đầu tư các dự án trọng điểm. Góp ý vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đại biểu Nguyễn Đại Vui, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, làm thế nào để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của các dự án đầu tư là việc làm cấp thiết, và giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch mới tạo động lực để phát triển. Kinh nghiệm của năm trước, đến bây giờ giải ngân chỉ cũng chưa được một con đường số khoảng năm. Nên cái này đấy là quan trọng nhất, đầu tiên đấy của đã được ngân sách bổ trí. Những cái trách nhiệm chính là của cả địa phương, của cả quản lý dự án là thiếu tập trung làm, nên là cái giải ngân mới được chậm. Chủ tịch là họp rất nhiều phiên để đôn đốc, nhưng mà lại quá trình để triển khai để thực hiện ngày nay nó rất là khó. Cho nên là cái việc mà cần tập trung nhất cho năm 2021, một trong những ngày đầu tháng đầu đó là phải xây dựng kế hoạch để triển khai đầu tư công của 6 tỷ này. Liên quan đến lĩnh vực du lịch, đại biểu Lê Hữu Minh, quyền giám đốc Sở Du lịch cho rằng, trong bối cảnh chịu tác động mạnh từ dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch của tỉnh đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, để vực dậy ngành, nhiều giải pháp đã được ngành triển khai, trong đó đáng chú ý là việc đưa ra thông điệp Huế, điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn để thu hút nguồn khách nội địa. Một trong những giải pháp đầu tiên là ở Huế là phải đưa ra một cái thông điệp Huế, một cái thành phố an toàn, thân thiện và hấp dẫn của du khách, là cái thân, cái điều kiện này là tiên quyết. Và trước đây khi mà cái cơn dịch Covid lần đầu tiên đã ra, thì tôi bên ngành du lịch đã tham mưu cho chủ tịch tỉnh ra một cái thông điệp về an toàn, hấp dẫn. Thì tôi nghĩ đấy là một cái thông điệp mà xuyên suốt, và đặc biệt trong cái dịch dạng này thì cái thông điệp này vẫn còn chức năng, và trong 2023 của chúng ta phải đẩy mạnh thông điệp này. Cũng liên quan đến các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2021, đại biểu Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho rằng, ngành cũng đã và đang tạo ra nhiều sản phẩm thể thao để kích cầu khách nội địa đến Huế trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay. Ngay cả thể thao, tôi cho rằng đó là một cái tạo ra cái sức hút về du lịch rất là lớn. Để chúng ta đơn cử thôi, sắp tới đây thì Sở Văn hóa sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch. Chúng tôi sẽ tổ chức ngày hội áo dài kết hợp với liên hoan ẩm thực Huế 2020 từ 18 đến 20 tháng 12. Và tôi cho chúng tôi mong rằng đây sẽ là một cái sản phẩm du lịch cuối năm hấp dẫn và tạo ra cái sức hút
mới của Huế. Sau phiên thảo luận dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh họp phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp.